Xin chào, xin cảm ơn tất cả quý giả quý đồng hương của dự màn ảnh của đài truyền hình ABTV 21.12 trong cái chương trình Michael Show ngày hôm nay, và trở lại với lại cô Linh Nguyễn, chuyên gia địa ốc. Một người mà làm một ngày về địa ốc là chúng tôi cho là chuyên gia rồi, vì cái nghề này tuy là nó tự do nhưng mà rất là cực. Và cảm ơn Linh đã trở lại với cái chương trình này trong phần 2. Nếu mà nói những cái phần thưởng đi làm là phải có lương, và những cái phần thưởng mà người ta thích nhất, thú vị nhất là làm về địa ốc. Có công nhận cái đó không? Anh Michael nói gì em cũng công nhận cái đó. Tại vì anh là một người có kinh nghiệm. Nghe nói vui quá. Nhưng mà em á, đối với em cái niềm hạnh phúc nhất của em là cái ngày giao chìa khóa đó anh. Ngày giao chìa khóa cho khách. Ngôi nhà hạnh phúc, xin đưa đây là ngôi nhà hạnh phúc. Cái đối với em đó là niềm hạnh phúc rất là đúng lớn. Rồi, đúng rồi. Thường thường thì Việt Nam người nói là cái câu mà nó nằm lòng hầu như tất cả các học sinh của lớp tiểu học ngày xưa, đây là nói là trước năm 75 á. Nói đây lát nữa cô Linh cô nói là ông này ông già dặn quá, ông già khô và kháo và cú đế rồi, ông nói toàn những chuyện khó nghe không. Nhưng mà những cái câu đó, những cái câu mà bây giờ nó áp dụng rất là nhiều. Cái nhà là nhà của ta. Thì ngày xưa là ông cố ông sơ để ra, chúng ta hãy gìn giữ lấy. Còn bên này nè, muốn có cái nhà là nhà của ta, thứ nhất là cái credit tốt. Dạ đúng rồi. Cái thứ hai nữa đó là cái đó là income. Cày ngày cày đêm để mà đủ tiền để mua nhà, thì thực sự cái đó là cũng là cái hạnh phúc. Dạ. Khi mà có cái căn nhà. Mà cái hạnh phúc nhất là nhận được cái chìa khóa là cái nhà riêng của mình. Dạ đúng rồi. Trong bao nhiêu năm làm việc như vậy đó, cái hạnh phúc nhất của cá nhân của người chuyên gia địa ốc như là Linh Nguyễn, ngoài ra đưa cái chìa khóa, còn cái hạnh phúc là khác không? Hạnh phúc khác nữa là em có bạn mới. Tại vì đối với em á, mỗi lần mua nhà đó, mỗi lần em có một người khách á, mà closing xong á, là em bắt đầu một người bạn mới. Tại vì thông thường là em hay tới được mời lên tân gia rồi, tại người ta quý em á, người ta mời em tân gia. Vậy là em có thêm bạn mới, rồi tới lúc tân gia em gặp thêm người bạn khác của bạn chủ nhà nữa. Cho nên cái đó là em thấy cuộc sống em nó rất là phong phú đó anh. Như vậy là ngoài ra cái đồng tiền mà mình đem vào được để giúp cho trong cái gia chánh, trong gia đình, trong nhà đó, thì nó tạo cho mình được một cái cuộc sống kết hợp với lại những người ở bên ngoài. Nó nới rộng ra cái cuộc sống của mình với lại nhiều người khác. Dạ đúng rồi. Anh biết làm sao không? Ai cũng nghĩ rằng mình đi kiếm tiền. Nhưng mà bí quyết á, là anh phải sống thịnh vượng trước. Anh phải biết yêu thương, anh biết cho đi. Khi mà anh sẽ có một cái cuộc sống mà vui vẻ đó, thì tiền nó lại đi theo sau. Tiền nó không tới những cái ngôi nhà mà căng thẳng rồi, giống như căng thẳng với nhau, với là không khí nặng nề nha. Tiền luôn 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 đến với những người vui vẻ. Đúng rồi, đúng dạ. Rồi. Cho nên mình cứ sống thoải mái, vui vẻ đi. Thì chắc chắn tiền sẽ tới sau, và tới rất là nhiều nữa đó anh. Đúng rồi. Ở Việt Nam mình có cái câu Linh rất là hay. Thì cha chú bác của mình để lại cái câu là an cư lạc nghiệp. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ngược lại ở bên này, lạc nghiệp rồi mới an cư. Là đi làm, phải có tiền. Có công ăn việc làm rồi mới, dạ, mới tìm được cái chỗ ổn định được. Dạ. Thì nó ở đâu cũng vậy, mình đổi qua đổi lại, cái nào nó cũng tốt cả. Dạ. Tuy nhiên, có nhiều người qua bên này á, là họ mơ mộng nhiều lắm. Xin lỗi dùng cái câu ảo tưởng. Thấy không? Ảo tưởng. Có bao giờ gặp cái trường hợp mà những người khách quá khắt khe, quá khó tính mà đi tìm tới cả mấy chục căn mà chưa được căn nào không? Thì những gì mà anh, những gì anh nói ra, anh suy nghĩ, anh cho đi thì nó trở lại với anh. Thì anh nghĩ cái gương trước mặt mà anh muốn, anh muốn được cái gì thì anh cứ cho cái đó. Đó là luật hấp dẫn đó anh. Wow. Dạ. Tới tuần tuổi này rồi Michael đang học được cái này cũng hay đó nha. Đúng rồi, cuộc sống là một cái gương ha. Dạ. Wow. Cái tấm gương trước mặt vậy đó. Mình cứ mình cứ cho cái gì ra thì mình lại lấy lại được cái đó. Thì em mỗi ngày em luôn cho em cho ra sự yêu thương. Dạ. Bây giờ đi vào một chuyên môn một tí xíu đi, mình không có thể là mổ xẻ và đi sâu vào cho lắm, nhưng mà giúp cho khách của mình trọn vẹn hơn. Dạ đúng rồi anh. Tại vì mình o bế khách mình.
cho nó vừa cái túi tiền cũng như là hạnh phúc. Dạ đúng rồi. Mua được cái em nhà. Nói anh mà, em tìm ngôi nhà hạnh phúc thôi. Dạ. Chủ trương của em là tìm những ngôi nhà hạnh phúc cho khách. Trong 20 người đồng nghiệp của mình đó, ai cũng vậy hay là sao? Dạ dĩ nhiên, em nói anh mà luật hấp dẫn mà, em dễ thương thì đồng nghiệp em cũng dễ thương. Thưa quý vị, trong cái chương trình Michael Show thì dĩ nhiên là chúng ta cũng đã gặp nhiều vị như cảnh sát trưởng của địa phương, chúng ta đã gặp thẩm phán, và chúng ta đã gặp nhiều người ngoại quốc đã lên cái chương trình này ngày hôm nay, và lúc nào chúng tôi cũng rất là vui để gặp những người đồng hương của chúng ta chia sẻ cái kinh nghiệm thành công. Thành công hay không là khi mà thân chủ của mình cười. Dạ đúng rồi. Thân chủ của mình hạnh phúc. Không phải là thành công là mình làm, mình tạo ra được đồng bạc, đồng tiền đưa về nhà. Nhưng mà thành công ở đây là cái hạnh phúc. Mà cô Linh Nguyễn cô đưa cái chữ hạnh phúc đi đầu. Thì nãy giờ cô làm cho chúng tôi rất là phục, là bởi vì trong cái chương trình này mà cô chắp tay cô lại mình như thế. Cô có một cái tính cách khiêm nhã và sống vui vẻ hòa đồng, thì tự nhiên là đem lại những cái căn nhà đẹp hạnh phúc cho mọi người. Thì trước khi mà rời cái chương trình, và hy vọng rằng có những cái chương trình khác nữa, Linh Nguyễn sẽ trở lại để chia sẻ cách mua nhà như thế nào, yeah, cách mượn tiền như thế nào đó, để cho chúng ta có thể sống được cuộc sống thoải mái. Làm mệt nhọc về thấy căn nhà mình, nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon, yeah, thế thôi. Mời Linh Nguyễn. Dạ, em bây giờ trước khi chia tay, em số điện thoại của em là 832-484-0633. Ai muốn có nhu cầu tìm những ngôi nhà hạnh phúc thì hãy gọi cho em. Rồi, tới nơi rồi vừa đi vô mở cửa vừa hát cho người ta nghe. Dạ, em thích hát lắm anh. Thích hát lắm, hát cho khách hàng mình nghe. Dạ. Nếu như mà cái bí quyết mà để mà mình bán nhà đó, dù rằng là mình vui vẻ, mình hạnh phúc, mình này kia đầy đủ hết á, nhưng mà mình có bao giờ mình chọn cho mình một cái thời gian là mình nói ok, cô khách hàng này, ông khách hàng này, bác khách hàng này là chúng tôi sẽ trong vòng 2 tuần là sẽ tìm được cái căn nhà vừa ý. Có bao giờ mình đặt cái tiêu chuẩn lên cho mình không? Thông thường thì em nói với khách em á, là em rất là kiên nhẫn. Dạ, em không có đặt mục tiêu đâu, khi nào xong đâu. Ngoại trừ là khách cần dọn vào gấp thôi. Chứ còn em hay dẫn khách đi coi đi show nhà, là em nói là bây giờ anh hay chị, chú bác á, mình đi vô cái nhà đó mình có cái feel như thế nào thì mình hãy chọn, mình cảm nhận như thế nào. Chứ tại vì cái cảm nhận của mình rất là quan trọng. Giống như em nói chuyện với anh mà em xạo một cái là anh biết liền, đúng không? Tự nhiên mỗi người mình toát ra cái năng lượng. Người ta có cái máy đo năng lượng là vậy đó. Nếu mà anh nói dối một cái là tự nhiên người nó nóng lên, mặt anh đỏ hay sao đó. Thì mua nhà cũng vậy, anh đi vô mà anh cảm thấy cái nhà đó làm cho anh vui thì em nghĩ là nên đặt offer cái nhà đó liền. Dạ. Cho nên em rất là kiên nhẫn, em cứ theo khách. Mà cái quá trình mà đi chung như vậy á, như mình biết thêm đời sống của họ, vui lắm anh. Dạ. Em có thêm bạn là như vậy đó. Trong cái tiêu chuẩn và trong cái chương trình này cũng vậy đó, thì đài truyền hình APTV trong cái biểu tượng của cái đài á, là làm cho mọi người hạnh phúc, mới có những cái chương trình nhạc, cái chương trình này, chương trình kia, chương trình nấu ăn, chương trình Michael Show, phóng sự cộng đồng, để cho mọi người về đêm khi về tới nhà bật TV lên hạnh phúc, được xem những cái chương trình đó. Cho nên là chúng tôi cũng vậy nữa, nó dễ lắm. Bật ra được là nhìn thấy là được những cái chương trình gì tạo ra, hay là chương trình nó đã tự nhiên. Dạ đúng thì rồi. Cái tự nhiên là cái sự thật. Dạ. Cái sự thật. Và một nửa cảm ơn cô Linh Nguyễn của công ty địa ốc BNW, và cô Linh Nguyễn là chuyên gia địa ốc đã làm việc với lại công ty được hơn 3 năm đúng không? Và phục vụ cho đồng hương của mình qua nhiều cái công ty khác, và bây giờ hoàn toàn trở về cái công ty do người Việt Nam làm chủ. Người Việt Nam phục vụ cho người Việt Nam, đồng hương phục vụ đồng hương, để đem lại cái mái ấm và cái hạnh phúc cho tất cả mọi người. Và lần nữa cảm ơn Linh Nguyễn đã đến với chương trình. Cảm ơn anh. Dạ. Và xin kính chào tạm biệt cùng tất cả quý khán giả của Hương. Hy vọng rằng chương trình này chúng ta đã
mở ra thêm được thêm nhiều cái kinh nghiệm để mà tìm cách mua nhà. Mua đi bán lại, chúng ta có sự lựa chọn bất cứ người nào, nhưng mà người nào mà thích hợp và vui tính, vui vẻ với chúng ta thì chúng ta lựa. Xin kính chào tạm biệt cùng tất cả quý giả quê hương và hẹn lại kỳ tới trong chương trình. Dạ, cảm ơn Michael. Michael Show. Dạ, cảm ơn quý vị.